Nằm trong khuôn khổ hội trợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2022, sáng nay, Trung tâm xúc tiến thương mại và hội trợ triển lãm Cần Thơ, Bảo tàng áo dài Việt Nam và Thanh đoàn Cần Thơ đã phối hợp tổ chức ngày hội lá nhằm để khuyến khích nhân dân và doanh nghiệp tăng cường trồng và sử dụng các sản phẩm lá làm thực phẩm bao bì, trang trí, dần dần. Đây là lần đầu tiên ngày hội lá được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Trong ngày hội diễn ra các hoạt động như trưng bày ẩm thực, giới thiệu dược liệu, sản phẩm trang trí từ lá. Ngoài ra, khách tham quan còn được trải nghiệm tem trầu, tạo hình từ lá dừa và xem những tiết mục trình diễn thời trang từ vật liệu lá. Ban tổ chức mong muốn thông qua ngày hội sẽ góp phần tăng cường nhận thức của mọi người trong việc sử dụng những sản phẩm xanh thân thiện môi trường.